Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu kép của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng như chương trình nông thôn mới năm 2020, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các thôn trên địa bàn xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang đã tích cực vận động người dân, các hội đoàn thể chung tay phục hồi phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thôn Phú Xuân, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang là một trong những thôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Ban Nhân dân, Mặt trận thôn đã vận động người dân tiếp tục đóng góp vào chương trình nông thôn mới trên địa bàn, tập trung chủ yếu vào việc mở rộng đường nội đồng, đường liên thôn, tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, hạ tầng nông thôn. Ban phát triển nông thôn mới sẽ tuyên truyền vận động nhân dân, là nhân dân họ cũng hiểu được là đây là chủ thể ở người dân, sẽ đóng góp xây dựng, kể cả như đóng góp là đối ứng là làm đường kiệt xóm, rồi đóng góp đối ứng để làm bắt cái điện chiếu sáng kiệt xóm. Cạnh đó, để hỗ trợ người dân tái khôi phục sản xuất sau dịch, Hội Nông dân xã Hòa Khương và chi hội các cấp đã phối hợp với Ban Nhân dân các thôn tổ chức nhiều chương trình khuyến nông, hỗ trợ vật tư, con giống, cây trồng. Phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống nông thôn giàu đẹp là một trong những chỉ tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Đối với Hội Nông dân đã tham mưu cho Ủy ban dân, phối hợp Ủy ban dân triển khai rất là nhiều chương trình, tăng cái chương trình mục tiêu do xây dựng mới, đặc biệt là cái chương trình chuyển đổi cây trồng con vật nuôi để tạo điều kiện kinh tế cho người nông dân, để nâng cao cái thu nhập cho người nông dân. Hai đợt dịch COVID-19 trong năm 2020 đã làm đời sống của người dân vùng nông thôn Hòa Vang nói chung, xã Hòa Khương nói riêng gặp nhiều khó khăn và làm gián đoạn lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, với quyết tâm cũng như nỗ lực vượt khó của địa phương và trên hết là sự đồng thuận của người dân, tin rằng nông thôn mới Hòa Khương sẽ đạt được những kết quả ấn tượng.